những người đó trước cha cho mặt siêu là con thù đó, thì những người đó là phải là tổ là lần tại nó đi bại à. Còn á tính thức là tổ chánh tánh đó thì làm sao có dùng mặt siêu được, bởi vì mặt siêu nó không phải là tổ chủ thiền, cho nên là lại gọi là tà thiền. Rồi nói những người mà dạy người ta mặt siêu đó nó không phải là con người, nói nặng như vậy à, nó không phải là con người. Thì bây giờ cứ cho mặt chứ là trong tào loạn, rồi còn hỏi tôi là ở trong coi là có coi, tôi làm sao coi được, bởi vậy không có mà làm sao coi được. Ở trong truyền đăng lục đều không có, làm sao mà lấy cái gì coi. Như thế này con, cái chuyện này tôi thật là về cái nhớ văn từ á thì con không có kịp nhớ lắm, thì chính cái không nhớ đó cho nên cái lời dẫn chứng ra thì là không có để dẫn chứng một cách cho là theo chữ nghĩa trong đó, nhưng bằng bằng một cái sự sống, bằng sự thực hành thì chúng con thấy rằng cái mặt đó nó cũng không khác gì với cái định, là chút xíu thì nó cũng không khác với về, mà như con đã nói trong cái tác phẩm mà gần nhất chúng ta đây là tác phẩm Tọa Thiền Tâm Trí. Pháp Bảo Lần Kinh có coi không? Cái phẩm thứ nhất á, Lục Tổ nói với Ứng Văn Pháp Sư á, Ứng Tông Pháp Sư á, thiền định giải thoát không phải Phật Pháp. Nhớ không? Thiền định giải thoát còn không phải Phật Pháp. Thì làm sao mà nói tới định? Nói tới huệ. Nói cái huệ đó là trí huệ. Tâm kinh đó, vừa trí vật vừa đắc. Cái đó là giống hôn á, không phải thiền nữa. Thiền là giống ngoại biệt thiền. À. Giống hôn còn không được, cũng là nói thiền môn. Tại vì chúng ta con xin trình lại là qua cái danh từ, chứ nếu thực sự ra thể nghiệm ngay, thể nhận ra một cái bản tánh mình, tất cả đó thì đều là nói bằng danh từ hết, nhưng mà nếu thực sự ra thể nhập bằng cái bản tánh thanh tịnh mà hằng liễu tri á, thì đó là cái tri kiến Phật chẳng khác. Mà nếu nói cái tri kiến Phật là cái không thể chấp nhận được á, cho là tà thiền á, thì cái đó là cái gì? Dạ, nếu nói nữa thì cái danh từ nó dạ giờ thì tự nhiên tôi là có ở trong mà cái chữ Pháp Hoa đã nói lắm, chẳng lập tất cả chi kiến mới gọi là chi kiến Phật, cho nên Kinh Lăng Nghiêm nó chi kiến lập chi là căn bản của vô minh. Thế làm sao mà cứ lập ra cái danh từ? Lập ra chánh tự là vì tổ độ chúng sinh lập ra rồi phá, tức là lập rồi phá liền. Có kinh á bất liễu nhã thì chỉ lập mà không có phá, kinh đại thừa liễu nhã đó thì lập rồi phá liền, có cái mà không lập chỉ phá thôi, có cái lập rồi nó phá liền à. Thực sinh đại thừa liễu nhã đều chỉ là lập và phá. Lập không phải là lập thành chân lý, là lập để phá, để cho người ta biết những cái đó là giận, đừng có lưu tìm hiểu những cái đó nữa, đừng có lưỡi theo những cái đó nữa. Cho nên tổ sư thiền gọi là thằng lư tịch khói đó, lưỡi theo lời nói đó. Thằng Lư là cái con chó danh tiếng rất thông minh của nước Hằng đó, là số một đó, là tại nó lưỡi theo cái lời nói, cũng như mà số một là việc thông minh đó, nhưng mà cũng là lưỡi theo cuộc thương, không phải là con sư tử. Con sư tử thì không ngó cuộc thương, cắn ngay người đó đó, một người luyện ra cuộc thương. Con chó thì lưỡi theo cuộc thương mà cắn, còn sư tử thì không ngó cuộc thương, cắn ngay đến người luyện thương đó. Cái người đàn chương tức là tự tánh,
xương là lời nói của tổ, lời nói của Phật. Nếu mà tìm hiểu cái lời nói của tổ, lời nói của Phật là con chó, ngộ vào tự tánh mới là con sư tử. Cho nên sư tổ thường hay mang những người mà đuổi theo lời nói là thằng Lê Tịch Khối đó. Đó, thằng ta cũng xin thêm thời gian ngắn nữa để con là có nhiều điều còn mắc nữa. Hôm nay con cũng có những điều mắc liên quan đến vấn đề mà thể thể nghĩa mà mãi hỏi vấn đề mắc tiếp. Thì trước kia hồi xưa con cũng có tìm hiểu mà cũng có những ý nghĩ về một xíu. Cái con mới luận nói rằng là mặt đó thì tịnh mặt thì chiếu thì chiếu không có cái năng chiếu rồi, không có sợi chiếu, vì không có sợi chiếu cho nên năng chiếu nó cũng không có mắt. Thì như thầy Nghĩa nói hồi nãy thì cái tịnh mặt đó nó cũng không khác cái định, cái chiếu đó nó cũng không khác trong cái huệ, trong đó thì nó không có cái sở chiếu cho nên cái năng chiếu chiếu nó thừa thẳng, cái chi nó có cái chi thừa thẳng mà nó không có cái sở chi, do đó nó không có năng là sở. Con nghĩ con nghe thì mình không biết nó có một chút sắc gì hết, nhưng mà ở cái trạng thái đó con nghĩ mặt mình có biết cái mặt hay không, nếu không biết cái mặt thì cái mặt nó làm sao lập ra được. Mình chiếu, mình có biết cái chiếu đó hay không? Nếu mà không biết cái chiếu đó thì cái chiếu đó cũng không lập ra được. Cái chi đó, cái chi trời thần đó, mình biết nó được, biết có cái chi trời thần đó hay không? Nếu không biết thì cái chi đó cũng không lập ra được. Còn nếu cái mặt đó mà mình biết nó có mặt thì ai biết cái mặt? Chiếu, nếu mình biết có cái chiếu đó thì ai biết cái chiếu? Còn chi, nếu mà mình biết mình có cái chi hạnh thời hàng đó thì là ai biết cái chi? Như vậy cái tâm con quan mang, con không biết như thế nào? Vì chắc biết nó là mang rồi á. Thì có mang là có sở rồi, cái định vị là cái sở, sở biết á. Bây giờ cho nên hồi nãy tôi không muốn nói nữa, nói dài quá lên sẽ dài dần quá nó không có giải quyết được. Cái này nữa là rồi hồi nãy nói đó thì ngài Lan Quả luôn cũng có nói đó, còn có cái biết đó, mặc dù biết mình thanh thiền đó cũng còn chưa được á. Thì á, giáo môn là danh gia đó là lễ phá, là phá cái tư kiến của chúng sinh đó, chứ không phải là có cái mà chân lý. Bây giờ đó ngoại đạo đó nó tu mặt chiếu, nó cũng có công hiệu, nó cũng thành thông, nó cũng nói là chúng tánh thành Phật, cũng như Kinh Lăng Nghiêm nói đó, đều nó có đồ tướng, đều nó là thành Phật, nó cũng giảng kinh thuyết pháp cũng hay lắm mà có thần thông trí huệ nó cũng hay lắm, nhưng mà nó không có giải thoát, phước báo hưởng hết thì nó cũng phải còn phải chịu cái khổ. Bởi vậy nó không có đúng như cái chân pháp, nhất là không có tha cái ngã chấp. Còn tiểu thừa á, nó có tha ngã chấp, tha nhân ngã chấp, nhưng mà còn cái pháp ngã, còn có cái pháp lễ tu lễ chứng. Bây giờ chấp cái mặt chiếu đó là cái pháp, không phải mặt chiếu là tu nó không có công hiệu. Mặt chiếu nó cũng tu tới thiền định được á, nó cũng có cái công hiệu, nhưng mà nó có thể thành ngoại đạo, có tà ma, nó không có thể giải thoát. Nếu mà muốn giải thoát á, trước hết phải tha ngã chấp. Nhưng mà nói về cái này là cái thiền ở ngoài tổ chư thiền,
Đối với tổ sư thiền này, thì tất cả thiền đều là tà. Tất cả thiền không phải tổ sư thiền đều là tà. Bởi vì cho tổ sư thiền là sanh, thì tất cả thiền cho mình là tà. Cho nên Ngài Đại Huệ nói mặt siêu là tà thiền, bởi vì không phải tổ sư thiền. Cũng như nói ngoại quốc á, ngoại đạo á, nhiều người nghe nói ngoại đạo cho mình là thủy bán. Đâu phải, không phải cách bổn đạo thì nói là ngoại đạo. Cũng như không phải nước mình là nói là ngoại, nước ngoại, ngoại quốc. Mà nhiều người á, nghe mình nói ngoại đạo là nói mình khinh bỉ. Nói ngoại đạo đâu có khinh bỉ, nó không phải cái bổn đạo là ngoại đạo. Thì người ngoại đạo nói mình cũng nói là ngoại đạo vậy, không phải bổn đạo của nó thì nói là ngoại. Cũng như Việt Nam nói con người không phải nước Việt Nam là ngoại quốc. Cũng như Pháp á, thì nói Việt Nam cũng nói là ngoại quốc vậy. Là tương đối để lập danh. Rồi bây giờ người ta nghe tôi nói mặc chiếu là tà thiền, cho là nó là tà ác là mà ấy gì đó, thì nó là không đúng. Mà cho là mặc chiếu nó tu không có công hiệu cũng là không đúng. Nó cũng là cũng như mà trong kinh Lăng Nghiêm nói đó, nó thành tà thành ma, nó cũng có cái thiền định của tà của ma, của ngoại đạo, nó cũng có cái định cái huệ vậy. Nhưng mà cái định cái huệ đó không có thể giải thoát cái khổ của sanh tử luân hồi, cho nên chữ Phật chê là tà ngoại. Thậm chí Thanh Văn Liên Viết cũng bị Phật chê là không có đến cuối cùng, chỉ là đi có nửa đường, là thiêu nha bại chủng. Còn bởi vậy còn chấp cái pháp ngã, chấp có pháp để tu được giải thoát, chấp cái niết bàn của chữ thừa cho là tu cánh, cho là có niết bàn kìa. Thì do cái chấp đó thành 62 chứng chấp đó, cho nên đó, tất cả cái hiểu biết nó gọi là chân hoặc, là cái chi chân mê làm. Tất cả tư tưởng chủ trương gọi là tư hoặc, tức là cái tư tưởng mê làm. Dứt được tất cả chân hoặc và tư hoặc thì được chứng quả A-la-hán, mà cũng chưa có đến cuối cùng. Bởi vậy còn chấp pháp. Bây giờ á, mình chê tiểu thừa mà cho cái mặt chiếu đó là pháp á, là cái pháp tu nó đúng đắn á, thì nó không bằng tiểu thừa. Bởi vì tiểu thừa còn phá được cái nhân ngã chấp. Mình nhân ngã chấp không có phá được mà còn chấp thêm cái pháp ngã. Thì làm sao mà chê tiểu thừa được. Nhưng mà những cái này đó, đáng lẽ không có nói ở trong cái thiền pháp này đó. Bởi vậy cái đó không phải tổ sư thiền. Tổ sư thiền đó, gọi là giáo ngoại biệt thiền, thiền đó. Là ở ngoài giáo nông, nó là đi cái đường vắng tắt, không phải từ cấp bậc. Còn giáo môn thì chứng quả từ cấp bậc, cũng như kinh Lăng Nghiêm có tất cả có 57 cấp. Còn bây giờ đó, mà ở trong thiền pháp đó, nói là không đúng rồi, nhưng mà lại còn, tức là ở trong vọng còn thêm vọng, tức là trên đầu, sanh trong đầu đó. Cái đầu, mặc dù cái đầu thứ hai nó giống hệt cái đầu thứ nhất,
Nhưng mà chỉ thêm chứng ngại, chứ không có ép cho cái đầu. Bởi vì một người một cái đầu đã lũ rồi, còn sanh thêm cái đầu nữa là chỉ có làm khổ thôi. Vậy thì đây là cái là được thường xuyên vậy con tất cả không thật, con người cho con cứ giữ là không thật không thật. Nhưng mà từ khi con biết của thường từ ân thường tự thì con sư phụ tham ra niệm Phật là ai. Bà sư phụ mỗi lần con gặp cảnh như là có chuyện gì làm cho con cảm xúc nhiều, mỗi nước mắt chỉ chảy ra thì bà sư phụ cái câu niệm Phật là ai nó như là nó không có dằn được cái cảm xúc của con, thì tự nhiên là cái câu không thật đó con đè lên vài lần thì là cái sự cảm xúc của con thì nó như là nó chút đi một hơi mà nó cứ lớn mạnh. Thì nó là cái thói quen như sao mỗi khi gặp các chuyện gì thì con lại thì tuy là hàng ngày con vẫn giữ câu niệm Phật là ai, nhưng mà con mỗi lần gặp cảnh thì con lại tự dưng nó lại lên với câu là không thật. Cả đều không thật, đâu phải mà lấy làm thoại đào mà nó tham được. Xin lại thời liễu ngã đều giải thích tất cả đều không thật nữa. Nó đâu là đi giao mong á. Mình đã biết không thật rồi làm sao mà khỏi lên như trần. Hả? Còn á, bị tập mười mấy năm thì thành thói quen rồi, còn bây giờ tham niệm Phật là ai mà nói đây, thì cái thói quen của nó mạnh hơn cái mối này đó, nó yếu, cho nên nó để hồi thì cái mối này nó quen nhớ lại cái của nó tự động nó nổi lên. Cho nên nó sư tổ có nói đó, chán thà 1000 năm không ngộ, không được 1 ngày mà lưu làm lường. Lưu làm lường á, muốn trở lại nó khó lắm. 1000 năm không ngộ, nhưng mà gặp có nhân duyên á, gặp lưu duyên á, gặp một tánh khác á, thì nó sẽ thở mặt lên mà ngộ. Còn 1 ngày lưu làm lường đó, sau này muốn trở về đó, thì cái thói quen của nó tương ngại thành ra sửa nguyện không nhỏ. Bây giờ đó thì phải rước tử tham cái câu nào mà nói cái tham cái câu niệm Phật là ai đó, là mình phải đối với cái câu phải đào mà này đó có cái thắc mắc nhiều mình mới tham. Nếu mà không có thì phải lựa cái câu phải đạo khác. Hành đạo cửu quyền chiêu, và sư phụ cũng thường khai thị ai tu nấy chứng, vậy có mâu thuẫn không? Xin từ bi khai thị. Đó là câu thứ nhất. Phải rồi ha. Cũng như ăn cơm á, người nào ăn người nấy no à, chứ không có thể mà con có hiếu á ăn no dìm cho cha mẹ, người nào ăn người nào no, cái đó là cái nhân quả ha. Còn á nói là nhất nhân thành đạo cửu quyền nhất nhân mà thành đạo á cửu quyền tiểu quyền thân đều siêu thân á thì á cái người đó đó phát tâm á muốn độ hết tất cả chúng sanh á ha, thì á cửu quyền thất tổ á cũng là ở trong chúng sanh cũng là phát tâm độ ha. Thì á cũng như Phật Thích Ca
thành đạo rồi cũng về độ cha mẹ. Nếu mà cha mẹ nghe lời á, tu theo chánh pháp thì cũng được giải thoát á. Chứ không phải là Phật Thích Ca thành đạo rồi đó thì cha mẹ được giải thoát luôn á, không có thể được. Nếu mà nhận được mà Phật Thích Ca lâu có cần về mà lễ mà thuyết pháp cho cha mẹ nghe á, cho đến mà mẹ lá sanh cõi trời nào đó, Phật Thích Ca cũng phải lên cõi trời á, đặng thuyết pháp cho mẹ nghe nữa. Nếu mà ta đắc đạo rồi, cái của mình thất tổ cũng mà đắc đạo luôn đâu có được, phải tu chứ. Người nào ăn cơm người đó no, chứ không có mà còn có hiếu mà ăn no cho cha mẹ được. Còn câu thứ hai, người ta hỏi tiếp: người tu pháp môn tham tổ sư thiền, nhờ có pháp môn tu nên họ không thấy hoặc ít tháng phiền não nổi lên, nhưng họ cũng không thường hoặc vô tình hoặc cố ý gây cho người khác phiền não, như vậy họ có mắc vào nhân quả không? Mong sư phụ khai thị. Nhân nào quả nấy, không có nói là có nhân mà không có quả. Cái nhân nhỏ thì quả nhỏ, nhân lớn quả lớn. Phàm mà có cái tâm biết đó thì là có nhân rồi. Khỏi tam động niệm á, đều thành một cái hạt giống á, cái nhân. Sau này chín mùi á, thì sẽ có cái quả. Cũng như mà kinh Địa Tạng á, là Bát Điều Nhã nói đó, khỏi tam động niệm đều là cái nghiệp. Đều là tạo cái nghiệp nhân. Mặc dù chưa đi làm á, cũng là tạo cái nhân rồi. Sau này được quả. Cũng như mà Đại Thừa Phật Giáo đó nói là cái công đức tùy hỷ á, thấy người ta á, bố thí nha, mình không có tiền bố thí nhưng mà chỉ là phát tâm hoan hỷ nha, thấy qua thấy con người mà bố thí á, thì cũng như mình bố thí vậy mừng lắm. Mà vậy mà cũng có công đức tại nó phát tâm rồi đó. Bởi vậy nói là tất cả do tâm tạo. Rồi tâm nổi lên một niệm ác nó cũng vậy, cũng như hồi nãy tôi vừa nói đó, quốc trào năm phát ra. Nó lúc mà tu á, nó tu cũng tinh tấn lắm ha. Ở ngồi dưới gốc cây ở trong vườn á, một mình tu, nhưng mà chim kêu á, nó làm nhiễu loạn cái thiền định của ổng. Mà ở bờ sông á, thì cá điểm đoạn á, ở trong nước á, cũng làm nhiễu loạn cái thiền định ổng. Thì ông mới chỉ có nói một niệm á, dạng ở trong bụng á ha, nói sau này tôi sẽ mà làm con trùng bay vào nước ăn cá, vào vườn ăn chim. Mà nói một niệm qua rồi thôi, cũng tự mình cũng quên luôn. Nhưng mà Phật Thích Ca thọ ký sau này đó, phải tôi mà qua mà tam muôn đại kiếp rồi đó, đi lá xanh cõi trời phi phi tưởng là cao nhất rồi đó, thiền định á, nhập định tam muôn đại kiếp rồi đó, sẽ lọa con trùng bay theo cái ý niệm của y hồi xưa đó. Thì á, bởi vậy khởi tam lộng niệm á, đều là cái nghiệp nhân, sau này sẽ chịu cái nghiệp quả. Trừ ra là mình lá ra khỏi cái mỏ mắt chim bao rồi ha, ra ngoài chim bao thì mới không có phải chịu cái nhân quả trong chim bao. Còn con có câu thắc mắc chỗ này, thưa sư phụ, như là trong kinh chư Phật chư Tổ đã nói, người thiện tri thức ra hoằng pháp vì mục đích là lợi ích cho chúng sanh, để đạt đến cái chỗ mà giác ngộ cứu kính chính mình, có phải không sư phụ?
có còn trước Phật á. Dạ, còn cái điều mà con coi lại trong cái pháp bảo đàn á, thì có chỗ phút chỗ này con không được rõ, là khi lục tổ lên thân tòa thuyết pháp khai thị cho đệ tử của lục tổ, thì có vị tăng bên thằng Tú qua cái pháp hội để nghe pháp, mà lục tổ nói là hôm nay có người nghĩa là kêu bằng trộm pháp. Cái chỗ điểm này thì con chưa được rõ lắm, vậy mong sư phụ từ bi khai thị cho con được rõ. Thì lục tổ vừa nói xong á, thì cái ông đó kêu bằng gì đó, không biết Khương Tân Hội hay là cái gì. Không phải, cái thằng gì đó ha, nói á, hồi xưa nói á thì là trộm pháp á, thì ra nói đó thì không phải trộm pháp, bây giờ công khai rồi đó. Công khai rồi thì không phải là đen mà ăn trộm á. Hồi xưa nói là trộm pháp, nhưng mà nói rồi á thì không phải trộm pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính trình sư phụ, con có coi qua cái đoạn 28 vị tổ. Thì cái vị tổ 27 đó là vị tổ truyền tâm ấn cho tổ Đạt Ma. Thì có bữa đó một vị Quốc Vương đó mời ông trai đàn, khi ông đó thọ thực xong rồi thì một vị Quốc Vương mới hỏi ông vị tổ 27 á: "Này ông, tôi thấy người ta tu hành á, ta tụng kinh bái sám, còn ông sao tôi thấy không có tụng kinh bái sám mà ông thuyết pháp quá dành như vậy?" Thì ông nói, ông trả lời với vị Quốc Vương á: "Tôi có tụng chứ mà ông đâu có thấy. Ông tụng hồi nào đâu?" Vì ông trả lời, ông nói rằng á, một hơi thở của tôi á, thở ra thì không chạy theo duyên, hít vào không ở trong âm giới, còn hơn trì tụng hơn 1.000 quyển kinh nữa. Nhưng mà cái chỗ này á, cái chỗ của phàm phu của con á, thì con hiểu cái chỗ này không nổi. Hôm nay có sư phụ đây, nhờ sư phụ mở lượng từ bi mà khai ngộ cho chỗ này cho con hiểu. Cái đó đó thì tôi cũng thường nói đó, hồi nãy mới vừa nói nè ha, mình tham thiền đó, ha, cũng như ngài Lai Quả nói, không những mà gồm giới định huệ, ha, độc độ vạn hạnh, cho đến mà tất cả kinh điển, cho đến tất cả thế gian công thân kỹ nghệ đều gồm ở trong đó rồi đó, không là kinh á. Tôi cũng thường thí dụ ha, Phật viết cái kinh đó là dạy mình tu hành á, mình phải là thực hành theo cái lời của Phật mà thực hành á. Là mình tụng kinh á thì phải hiểu cái ý của Phật nói ở trong kinh, mình theo đó mà thực hành đó mà đúng nha. Cũng giáo môn hồi xưa á, đừng có nói xưa, bây giờ hiện nay đó, mà cũng như đế nhàn đó là người hiện đại nè, giờ tổng á, giờ tu đó, cái bằng tùy duyên quán tưởng á, theo cái lời của Phật mà thực hành, chứ không phải là tụng sung mà tụng cho Phật nghe rồi mà có công đức. Phật đâu có cần nghe á. Cái đó là lời Phật dạy mình. Cũng như
Bà mẹ ha kêu đứa con đi nấu cơm á. Thì nếu mà đứa con mà có hiếu á thì đi nấu cơm, thì lát nữa là có cơm ăn á ha. Cái kêu nấu cơm là cái định của bà mẹ à, dạy con đi nấu cơm. Mà nếu mà đứa con mà nói là có hiếu mà không đi nấu cơm, chỉ là ở trước bà mẹ tụng cái đời của bà mẹ kêu nói đi nấu cơm, đi nấu cơm, đi nấu cơm, vậy mà phải là đứa con có hiếu không? Mô Phật. Kính bạch sư phụ, con xin hỏi một điều nữa. Con có coi trong cái cuốn à, bây giờ tôi chưa có nói hết mà. Mô Phật. Bây giờ mình tham thiền đó là theo cái lời dạy của Phật á, mình thực hành rồi, cũng như là mình đi nấu cơm rồi đó. Bây giờ mình lá mà lăn nấu cơm một lát, cơm chín thì có ăn ha. Lâu mà cần mà giờ nấu cơm cái giờ niệm đi nấu cơm, đi nấu cơm. Đâu có cần nữa ha. Bởi vậy mình đã thực hành đó. Thì cái lời của bà mẹ dạy mình đi nấu cơm, kêu mình đi nấu cơm, bây giờ mình lã lăng nấu cơm rồi thôi á ha. Thì đâu có cần mà giờ nấu cơm cái giờ tụng là đi nấu cơm, đi nấu cơm, đi nấu cơm. Cũng như bây giờ á, cái mục đích mình đi muốn đi Sài Gòn á ha, thì mình đi xe máy hay đi xe gắn máy hay đi xe gì á, có đi thì sẽ đến Sài Gòn ha. Mình lỡ mà thực hành đi rồi thôi á, đâu có mà đi thì không đi, cứ nói tôi đi Sài Gòn, tôi muốn đi Sài Gòn, tôi đi Sài Gòn, mà tôi Sài Gòn được không? Phải có đi mới đến Sài Gòn được chứ. Hay là giờ đi á, giờ nói tôi là đi Sài Gòn nè, tôi là đi Sài Gòn nè, đâu có ai nữa. Nó vậy, nếu mà người vậy đó, người ta nghe là nói thẳng đó là khùng. Thì đi thì sẽ phải đến Sài Gòn mà mắc nói cho người ta nói là tôi đi Sài Gòn. Thì tôi nói vậy là không hiểu rồi đó. Mô Phật, còn có một điều xin hỏi sư phụ. Vì cái tính của phàm phu con thì có cái vấn đề hiếu kỳ, muốn biết. Mà cái biết này đó sư phụ quở từ lâu rồi mà nó cũng còn muốn hỏi nữa. Thì cái đó gọi là tập khí á. Mô Phật. Tức là cái thói quen từ lâu rồi, từ nhiều kiếp. Thì bây giờ muốn sửa lại là rất khó. Nhưng mà bây giờ đó, tham thiền á, ngày đêm tham thiền á, thì cái tập khí thô á, nó sẽ lần lần nó bớt. Còn cái tập khí mà di tế á, thì sau khi căng tánh nó mới tự động nó bớt lần lần. Mô Phật. Có một điều con sẽ kính trình lên với sư phụ là con có coi trong cái cuốn kinh Đại Thừa Quân Quảng Viên Giác, thì Đức Phật có nói biết quyển ly quyển khỏi lập phương tiện. Cái câu nói của Đức Phật nói ra thì con đem cái ý của phàm phu thì con đo lường không thể được cái câu nói của Đức Phật. Thì hôm nay con có duyên giữ cái thiền thất này, Đức Phật nói rằng biết quyển ly quyển khỏi lập phương tiện. Bây giờ á, mình nói là quyển á, là có chân thật mới có cái quyển. Bây giờ mình tham thiền khỏi là cái nghi tình đó, thì á, chân hay là quyển á, cũng không biết, thì nó đã lìa quyển rồi, nó đã lìa rồi.
Đâu có còn mà phải nói cái niệm mà đi lìa quyển nữa. Kính bạch sư phụ, có một số Phật tử nêu lên thắc mắc, con xin trình bày, kính xin sư phụ khai thị dùm. Phật tử mới phát tâm thanh thiền thì nghi tình phát chẳng khởi, Phật tử ấy chỉ niệm thoại đầu, thì như vậy có gieo được cái duyên bát nhã hay không? Bây giờ á, ban đầu niệm tạm cũng được á, ha. Nhưng mà bây giờ phải tập á, tập nghìn á, ha. Bây giờ tập nghìn á, cũng như mà bây giờ mình nhắm mắt á, thì thấy trước mắt liền tối á, ha. Thì mình nhìn ngay chỗ liền tối đó, không biết chỗ liền tối là cái gì đó, tức là khỏi lên nghi tình rồi đó, hả? Không biết chỗ liền tối, bây giờ mình nhắm mắt thì thấy liền tối rồi, mà nhìn chỗ liền tối thì không biết là cái gì, không biết là cái gì tức là nghi tình. Cái mình vừa nghìn, vừa hỏi câu thoại để tăng cường cái nghi tình. Thì lúc mà hỏi câu thoại là nghìn có nghi tình rồi thì nó phải là niệm, không phải là niệm nữa. Cho nên bây giờ á, phải vừa nghìn vừa hỏi. Phải tập lần lần á. Mặc dù ban đầu á, không có nghi tình nhưng mà lâu nó sẽ khỏi lên cái nghi tình. Bởi vậy các cô phải đạo nó có cái giáo hỏi sẵn mà. Cái giáo hỏi tức là nghi tình đó. Câu hỏi thứ hai. Có một hành giả tham câu, khi cha mẹ chưa sanh, mặt mũi bổn lai của ta ra sao? Thì trong lúc tham, vọng tưởng nổi lên, mất cái phần đầu, chỉ còn có cái phần thứ hai đó là mặt mũi bổn lai của ta ra sao, rồi người ấy tham thì như vậy có trúng hay không? Không được. Chỉ có cái khúc sau á thì sẽ mà giải ra cái đáp án được nha. Có người thì cho là nha, tôi á hoặc là kiếp trước là cái gì nha. Bây giờ nếu mà có cái câu trên á, cái cha mẹ sanh mình cũng còn chưa sanh nữa, kiếp trước còn không biết nữa, thì không có thể biết được mới là cái nghi tình chân thật đó. Còn mà chỉ có cái câu khúc sau đó, còn có thể mà suy lượng á, đoán mò á, thì nó không có khó mà có cái nghi tình chân thật. Câu hỏi thứ ba. Một em Phật tử phát tâm thanh thiền, trong lúc tham thì có nghe tiếng động hoặc là ai làm gì đó thì em ấy phát ra bằng cái tiếng nói luôn. Rồi em ấy hỏi là như vậy á, tham lúc mà nói ra tiếng nói á, thì cũng rõ ràng minh bạch, thì như vậy có được hay không? Kính xin sư phụ khai thị. Không được. Bởi vậy cái nghi tình là không biết. Bây giờ biết cái động đó đã là biết rồi. Biết thì không phải nghi tình. Muốn giữ được cái nghi tình á thì phải là không biết. Cái cuốn mà Ngài Lai Quả đó, Tham Thiền Phổ Thuyết á, Tăng Tích là Dứt Kỷ á, hay là Thiền Thất Khai Thị Lục cũng có nói lắm. Bây giờ á, mình tham thiền là cần cái không biết. Bất cứ biết cái gì đó đều là biết á. Biết thì không phải nghi tình,
Vì cái nghe tình là phải lấy cái không biết làm cơ bản đó. Trong lúc mà biết như vậy á, chúng thưa sư phụ là người ấy sợ mất cái câu thoại đầu cho nên là phát ra tiếng nói luôn. Bây giờ á, đừng có mà sợ mắt hay không sợ mắt á. Cũng như tôi nói đó, nhắm mắt nhìn chỗ mà đen tối á, giờ nhìn giờ hỏi mà không biết chỗ đen tối đó là cái gì á, tức là nghi tình rồi đó. À, phải tập lần lần. À, rồi á, tất cả cái gì nộm ha tịnh đó đừng có biết tối. Chỉ giữ cái không biết là đủ rồi, bởi vì chính cái không biết đó mới là nghi tình. Mà sư phụ còn, đây là hai câu hỏi của một vị thầy đưa cho con. Hồi sáng sư phụ có dạy về cách tu, vừa nhìn vừa hỏi. Sư phụ dạy rằng nên nhìn vào bóng tối sau khi nhắm mắt xem đó là cái gì. Kính bạch sư phụ, chỗ bóng tối khi nhắm mắt là tiền cảnh so với chỗ mịt mù không biết của ý thức là khác nhau. Hơn nữa, chỗ mịt mù của ý thức không cần nhắm mắt cũng nhìn được. Vả lại, khi nhìn vào chỗ mịt mù không biết là gì của ý thức, khởi nghi tình, thì cảnh sáng và tối của tiền cảnh không còn biết tới nữa. Vậy tại sao sư phụ nhìn vào bóng tối khi nhắm mắt để tham cứu, xin sư phụ từ bi khai thị. Tiền cảnh là cái gì? Hả? Thì cái cảnh trước mắt là không biết đó, là liên tối đó, mới là nghi tình đó. Nếu mà có cái thiền cảnh để cho mình biết đó thì không phải là tham thiền rồi. Chỉ giờ á, là có nghi tình thì không cần cái thiền cảnh. Bởi vậy nói là cảnh á, đó là không đúng rồi. Mình biết là cảnh á, là không đúng. Không có cái cảnh gì hết á. Mà luôn cả cái không có cũng không biết nữa. Có cảnh hay là không có cảnh đều không biết. Cái không biết nó mới là nghi tình. Nếu mà biết có cảnh hay là biết không có cảnh cũng là biết. Biết thì không phải nghi tình. Cái nghi tình đâu có cần mà biết cái thiền cảnh đâu. Chính cái thiền cảnh đó mới chướng ngại cái nghi tình đó. Câu hỏi thứ hai. Trong một cuồng văn trước đây, có một đoạn cô Diệu Tâm có hỏi sư phụ một câu, sư phụ đã giải đáp ý chính, còn ý phụ trong câu sư phụ không chú ý đến. Con nhận thấy câu này không kém phần quan trọng, xin sư phụ giải thích để bổ cứu phần ấy. Câu đó cô Diệu Tâm nêu như sau: dâm tánh tức là niệm dâm, tự tánh sanh khởi. Bạch sư phụ, câu này có đúng không? Tôi nghe không rõ câu nào nữa. Dâm tánh tức là niệm dâm, tự tánh sanh khởi. Bạch sư phụ, câu này có đúng không? Cái ở trong Pháp Bảo Đàn á, nói là dâm tánh á, tức là cái nhân của tịnh tánh. Thì có á, bởi vậy tất cả đều là đối lại. Cũng như mà Kinh Lăng Nghiêm á ha, có ba cái tiệm thứ á. Một á là từ cái chỗ nhân á, cái chỗ nhân á tức là ăn cái ngũ tân á ha, nó có kích thích á. Nó ăn xong